Em xin chào cả nhà. Lời đầu tiên cho em Chương Nhạn xin được phép gửi lời chào và chúc sức khỏe đến với quý cô chú anh chị, quý nhà phân phối, quý khách hàng với lời chào lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây cho em Chương Nhạn xin giới thiệu đôi nét về mình. Em tên đầy đủ là Chương Thị Nhạn, hiện đang sống và làm việc tại Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay em đang là nhà phân phối của công ty New May chăm sóc sức khỏe chủ động cho mỗi người mỗi ngày và buổi sáng kháng thể. Thì em xin chia sẻ chút xíu ha. Trước kia em có rất nhiều vấn đề sức khỏe. Thì qua quá trình em được con trai của em là anh Khoa đó mua lon sản phẩm từ tay Thừa và Trường về cho em sử dụng. Khi em đã thay đổi sức khỏe là em đi tìm hiểu chính sách của công ty New May và em đồng hành làm việc cùng công ty New May cho nên hôm nay đã được 2 năm. Thì lời đầu tiên em xin cả nhà cho em một chàng tim, một chàng hoa để gửi lời cảm ơn thủ lĩnh Thừa, Trường và Khoa. Sau đây cái điều kiện mà em mở thẻ để hợp tác cùng công ty New May á, thì hôm nay em sẽ chia sẻ với nhà chúng ta. Thì cái điều kiện để tham gia là chúng ta phải có là 2 tấm hình 3 x 4. 3 x 4 á, bây giờ dễ lắm cái nhà. Chúng ta lấy cái điện thoại á, đứng ở trong tường vậy nè, chúng ta chụp ngang qua cái vai của mình nè và nhìn thẳng lên và chụp cho cái hình nó sáng cả nhà ha. 3 x 4 và hai cái photo chứng minh. Photo chứng minh này á là chúng ta chụp hai mặt và chuyển qua cho em luôn. Bây giờ chúng ta làm online cho nên là hỏi chứng thực cả nhà ha. Và đặc biệt là một số tài khoản ngân hàng và chi nhánh. Cả nhà lưu ý nè, cái số tài khoản là chúng ta không có lấy cái số tài khoản của Pepsi hay là Coca-Cola. Chúng ta làm thẻ được, tại vì cái đó chỉ dành cho những người Pepsi hoặc là Coca-Cola. Còn nếu như mà chúng ta lấy cái thẻ chúng ta làm thì sẽ chỉnh sửa rất là khó khăn. Cho nên khi mà chúng ta làm cái thẻ để cùng hợp tác với công ty New May là chúng ta phải làm cái thẻ riêng của mình, hoặc là mình đã có sẵn ngoài cái Pepsi, Coca, những tạp hóa là chúng ta không có sử dụng được cả nhà. Tại vì cái đó chỉ dành riêng cho cái công ty của người ta chuyển tiền thôi cả nhà. Cho nên khi mình làm rồi ngân hàng nó không chuyển tiền cho mình được là mình chỉnh sửa rất là cực khổ. Và cái ngân hàng, ví dụ như ngân hàng Agribank, Vietcombank hay là chi nhánh Sài Gòn, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh hay là chi nhánh Nhân Trạch Đồng Nai hay là chi nhánh Nhà Bè đó cả nhà. Và một số điện thoại là điện thoại cụ thể của mình để công ty nó chuyển khoản về cho mình đó, nó sẽ báo vào cái máy của mình luôn cả nhà ha. Và email nếu như mà chúng ta chưa có email á thì chúng ta sẽ tải email mới cả nhà ha. Và 290.000 là để chúng ta làm cái thẻ, là mua cái bộ hồ sơ đó, chứ phải công ty nó bắt mình phải làm thẻ nữa nha. Chúng ta mua cái bộ hồ sơ để chúng ta là nhà phân phối công ty New May. Thì lúc này công ty sẽ cho em một cái mã ID. Đó là công ty cho cấp cho em cái mã ID cả nhà. Thì khi mà em uống cái lần đầu tiên á là em làm thẻ. Rồi xong em đi tìm về cái 3 khoản hoa hồng. Đó, 3 khoản hoa hồng. Thì cái hoa hồng của công ty New May chúng ta rất là thông minh và linh hoạt. Và đặc biệt là được cộng dồn không hạ phần trăm, không hạ cấp bậc. Và không liên khai tách nhánh. Không liên khai tách nhánh ở nhà. Và đặc biệt là chúng ta được du lịch và thừa kế. Thì công ty nó sẽ tính cho chúng ta, khi mà chúng ta mua một lon sản phẩm thì công ty sẽ tính với ta đổi qua BV để chúng ta dễ tính tiền. Ví dụ như em đổi qua BV là một lon sản phẩm lúc này em sẽ mua chứ, lúc này em sẽ mua, em sẽ là nhà phân phối công ty New May thì em mua cái giá là 1 triệu hồi trước á, tháng hai kể về trước á là 1.320.000, nhưng bây giờ công ty giảm được 24.000 là 1.296.000 đồng và em bán là 1.555.000 đồng. Đó thì em sẽ nhận được chiết khấu công ty, chiết khấu của nhà phân phối, của nhà khách hàng 200 mấy.
Thì lúc này em đã được một lon sản phẩm rồi đúng không nhà? Một lon sản phẩm rồi thì em sẽ nhận được, công ty sẽ tính một lon sản phẩm này chở qua cái PV để dễ dễ tính tiền. Có nghĩa là một lon sản phẩm á thì được là 970 PV. Và một PV á thì đó là 700 đồng. Vậy chúng ta tính là 679.000 đồng trên một lon. 679.000 đồng trên một lon mà em đã mua vào mã số của mình á là 679.000, không phải là em bán một lon này sao được 679.000 đâu nha. Nhưng 679.000 này là cơ sở để chúng ta tính hoa hồng. Đó, để chúng ta tính hoa hồng. Khi xuất hiện phần trăm là chúng ta lấy phần trăm để chúng ta nhân với 679.000 đồng. Xong rồi chúng ta ra đáp số, chúng ta nhân cho 31 lon là bắt đầu chúng ta ra đáp số của mình. Thì công ty á, sẽ cho chúng ta là từ 0 đến 25%. Đó là chiết khấu cao nhất của công ty Diều May của chúng ta. Vậy cả nhà hãy cùng em đặt cho em một đường qua đi. Đó, đặt một đường qua về cho em. Và đặt cho em cái ô đầu tiên. Đó, đặt cho em ô đầu tiên. Và chúng ta đặt cho em thêm 4 đường nữa. 1 2 3 4 4 đường nữa nha ha. Thì cái ô đầu tiên này nè, chúng ta để giữ danh hiệu. Đó, danh hiệu. Thì khi mà chúng ta bước vào chúng ta làm á, thì chúng ta mua sản phẩm đúng không nhà. Thì cái danh hiệu đầu tiên á là chúng ta tính số lon. Xong chúng ta đổi nó qua PV. Và chúng ta sẽ nhận được cái phần trăm. Và chúng ta sẽ nhận được tiền. Đó. Khi mà em làm cái mã ID của em có rồi nè, ví dụ số của em là 1598176, em bước vào em mua một lon sản phẩm vào mã số của em á, là lúc này em sẽ là một hội viên. Cái hội người hội viên này á, là công ty quy định á, từ 1 lon đến 5 lon. Từ 1 lon đến 5 lon này nè là chúng ta không nhận được tiền, không tính ra PV. Thì chúng ta sẽ có không PV. Đó, không có PV nữa nha. Không có PV thì chúng ta sẽ không có phần trăm. Đó là quy định của công ty là 1 lon đến 5 lon là chúng ta không nhận được phần trăm nha. Thì chúng ta sẽ không có tiền. Nhưng khi chúng ta bắt đầu mua từ 6 lon, lon thứ 6 á, lon thứ 6 trở đi thì chúng ta sẽ là hội viên cấp 1. Hội viên cấp 1 á thì bắt đầu lon thứ 6 cho đến 31 lon. 6 thứ 6 cho đến là 31 lon. Lúc này là chúng ta sẽ nhận được là 10%. 10%. Khi xuất hiện phần trăm là chúng ta làm gì cả nhà? Dạ đúng rồi. Khi xuất hiện phần trăm chúng ta lấy 10% nhân cho 679.000 đồng. Chúng ta ra đáp số xong chúng ta nhân lại cho số lon. Có nghĩa là chúng ta sẽ được cái này là từ 0 từ 5.000 PV chứ. Cái này là từ 0 đến 5.000 PV. Và qua đây từ 5.000 PV lẻ 1 cho đến là 30.000 PV. Thì lúc này chúng ta sẽ nhận được là 10%. Khi chúng ta là hội viên cấp 1 á, mua từ 6 lon đến 31 lon thì chúng ta sẽ là nhận được là từ 0 đến 30.000 PV. 5.000 PV đến 30.000 PV thì chúng ta sẽ nhận được 10%. Khi xuất hiện phần trăm chúng ta lấy nhân cho 679.000 đồng. Đó, khi xuất hiện phần trăm lấy nhân 679.000, bắt đầu nhân lại cho số lon thì chúng ta sẽ được là 68.000 đồng một lon. Đó, 68.000 đồng trên một lon. Đó. Là tính từ 6 lon đến 31 ngon lon đó nha cả nhà. Là cái này là cái hoa hồng mà chúng ta mua từng lon đó nha. Còn nếu như chúng ta mà mua cộng dồn là 31 lon, chúng ta mua vào mã số mình một lần á thì chúng ta sẽ nhận được là 10% luôn. 5 lon này chúng ta không bị mất cả nhà ha. Là cộng luôn, là tính từ 1 lon đến 31 lon, là cộng dồn một lần và mua một lần vào mã số mình thì chúng ta sẽ nhận được 10% luôn, chúng ta không bị mất 5 lon này cả nhà. Đây là quy định của công ty. Và khi mà hội viên cấp 1 á, em tiếp tục phấn đấu chia sẻ tới lon 32 thì em sẽ là hội viên cấp 2. Khi là hội viên cấp 2 á là em sẽ tính từ 30.001. 30.001 có nghĩa là 31 lon á. 31 lon nè đến nè, 62 lon. Thì lúc này có nghĩa là 30.001 PV.
cho đến là 60.002 BV. Thì lúc này là chúng ta sẽ nhận được là 15%. Đó, 15%. Khi xuất hiện phần trăm cả nhà làm sao nha? Dạ đúng rồi, khi xuất hiện phần trăm á là chúng ta lấy phần trăm nhân cho 679.000 đồng thì chúng ta sẽ ra đáp số. Xong chúng ta quay lại sơn nhân cho số lon của mình là 30-31 lon. Đó là chúng ta sẽ được là 101.000 đồng trên một lon. Đó, 101.000 đồng trên một lon. Và tiếp tục khi mà em đã đạt được 62 lon á, em không nghỉ ở đây, em vẫn tiếp tục em làm nữa, thì em sẽ lên danh hiệu trưởng phòng. Mà khi danh hiệu trưởng phòng á thì em sẽ bắt đầu từ 62 lon trở lên. 62 lon trở lên thì tính là 60.002 BV trở lên là em sẽ là trưởng phòng. Mà khi mà lên danh hiệu trưởng phòng á là chúng ta sẽ nhận được là đúng rồi 15%. Khi 15% chúng ta làm sao nha? Nhân cho 679.000. Đó, chúng ta lấy cái cơ sở này nè, lấy 15%, khi xuất hiện phần trăm lấy 15% nhân 679.000. Chúng ta ra đáp số, xong chúng ta nhân lại số, số lon là 31 lon là chúng ta sẽ được là 135.000 đồng trên một lon. Đó, 135.000 đồng trên một lon. Tiếp tục, em không dừng ở 62 lon nữa, em phấn đấu tiếp tục cùng công ty Điều May. Lúc này em sẽ mua vào mã số của mình là 2 lon. Còn thời gian còn lại, thời gian của em còn lại thì em sẽ đi hỗ trợ cho tiếng dưới của mình. Tiếng dưới của em là sẽ có 2 người. 2 người. Ví dụ đi, ví dụ vậy nha cái nhà ha, em ví dụ cụ thể hơn ha. Ví dụ như trong thời gian mà em chăm sóc 62 người này nè thì em đạt được 30 khách hàng sử dụng sản phẩm của em, tiếp tục tái sử dụng nữa thì em sẽ mua vào mã số của em là 31 lon. Đó, khi mà em mua vào 31 lon của em ha, em sẽ hỗ trợ thời gian còn lại, em sẽ hỗ trợ. Và tại vì trong 31 lon này nè, chúng ta một ngày chúng ta chỉ cần bỏ ra 1 tiếng hồ thôi là chúng ta chăm sóc được 31 người này tái sử dụng trở lại. Và còn lại 8 tiếng, trừ ra 1 tiếng còn 7 tiếng chúng ta hỗ trợ cho 2 người này trong 1 tháng. Đó, 7 tiếng chúng ta hỗ trợ cho hai người này ha, hai người này chỉ 1 tháng luôn, nhưng mà chúng ta chỉ dành cho chúng ta 1 tiếng thôi. Đó, thì là chúng ta sẽ hỗ trợ cho người này á, người này hội viên thì người này sẽ được là 31 lon. Là hai người này là tự chủ hả nha, tự chủ nhờ chúng ta là hỗ trợ cho hai người này, tự người ta tạo ra 31 lon. Còn cái của chúng ta là 31 lon, người ta tái sử dụng, chúng ta mua vào mã số của mình. Thì lúc này là cả nhà, mỗi một người A này sẽ đem về cho chúng ta là 6 triệu, người B 6 triệu. Đó, thì hai người này cũng một người được 2,1 triệu, giống như chúng ta lúc ban đầu luôn cả nhà ha. Và khi mà hai người này nè, chúng ta đạt được hai người cấp 1 của mình, F1 của mình á là trưởng phòng, thì lúc này chúng ta lên danh hiệu giám đốc. Đó, đặc biệt người giám đốc phải ở dưới cũng có hai người F1 nha. Đạt được 31 lon là 62 lon chúng ta mới được lên danh hiệu giám đốc nha. Còn nếu như mà chúng ta có một người thôi á là chúng ta chỉ là phó giám đốc. Đó. Và nếu mà chúng ta hai người á thì chúng ta sẽ lên trực tiếp giám đốc luôn. Thì lúc này là cả nhà, hai người này mỗi một người đem về cho chúng ta là một người 6 triệu, hai người là 6 cộng 6 bằng 12. 12 triệu đúng không nha. Còn nếu chúng ta đạt được 30 lon mà khách hàng tái tiêu dùng và của mình á thì chúng ta mua vào mã số của mình á thì chúng ta sẽ nhận được là 270.000 một lon, là 25% là cái mức cao nhất. Khi mà trên lên danh hiệu giám đốc á là 25% đó nha. 25%. Thì 25% chúng ta nhân cho 679.000 này nè. Đó. Xong bắt đầu là chúng ta nhân cho số lon của mình là chúng ta sẽ được 8,1 triệu, em cho 8 triệu đi. 8 triệu đi thì có phải cả nhà cộng ra là 20 triệu đó nha. Nếu như chúng ta đạt cái thắng nó được 3 xúc luôn á, là hai người kia người ta tự tạo ra, mình chỉ hỗ trợ thời gian, hỗ trợ cho người ta đạt được mỗi một người một xuất. Thì của mình, cá nhân mình đưa vào đây là mình được 3 xuất luôn, thì chúng ta sẽ được 20 triệu tiền lương. Còn nếu như bây giờ chúng ta không mua vào mã số chúng ta 31 lon, chúng ta chỉ cần mua 2 lon thôi. 2 lon để làm gì? Để chúng ta có cái BV, để chúng ta nhận chiếc khấu hồng của dưới đây, thì chúng ta chỉ cần mua 2 lon của mình thôi. Còn cái điểm của mình thì mình sẽ trả cho những người này. Đó, hôm trước mình mua vào mã số mình đúng không? Bây giờ mình trả cho cái người này thì mỗi một người được 31 lon, hai người được 6 thôi.
62 lon là chúng ta đặt cách trong trưởng phòng luôn. Đây là cái hoa hồng bán hàng xuất sắc. Đó là từ 0 đến 25%. Đó các nhà không? Là đây là em khi mà em làm mã số đó là em mua trực tiếp vào cái mã số của mình luôn á. Là em phải qua giai đoạn đầu tiên là 5 lon này em không được sử dụng, không được nhận tiền, đây là quy định của công ty. Mà bắt đầu từ 6 lon tới 31 lon thì em mới nhận được 10%. Còn nếu như mà em cộng dồn lại một lần á, 31 lon để mua vào cái số của mình này luôn á, thì em sẽ nhận được từ lon 1 cho tới lon 31 là em được đặt cách lên cái hội viên cấp 1 là được 10% luôn. Em không bị mất năm lon này cả nhà ha. Đó, đây là bà có hoa hồng gọi là bán hàng xuất sắc. Thì sau đây em sẽ chia sẻ với cả nhà về cái bài hoa hồng gọi là trên lệch. Thì chúng ta hoa hồng là trên lệch như thế nào? Đúng không nha? Mình biết hoa hồng trên lệch á, nhưng mà nó trên lệch như thế nào để tôi biết nắm rõ tình hình để tôi đồng hành của công ty Diêu May, thì tôi phải biết được cái hoa hồng trên lệch của nó như thế nào thì tôi mới bắt tay tôi làm được. Đúng không nha? Đây, cho phép em xin bôi cái này đó nhà ha. Đúng nè. Em sẽ viết lại là 679.000 đồng. 679.000 đồng. Cái này là cơ sở để mình xuất hiện 100% bệnh nhân với nhà ha. Và em ví dụ trên lệch nè, như thế nào chúng ta gọi là trên lệch? Ví dụ bây giờ em đi, đúng không nhà? Em sẽ có 5 người đứng dưới của mình, 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người. Bây giờ em đang manh dây miệng giám đốc, giám đốc luôn nhà, thì em sẽ nhận được là cái chiết khấu cao nhất của công ty á là 25%, là cái mức giám đốc của cái nhà 25%. Và cái người hội viên á, cái người hội viên hồi nãy có nói từ 1 đến 5 lon á, thì lúc này sẽ là người hội viên. Và cái người từ 5 lon đến lại 30, từ lon thứ 6 tới 31 lon á là hội viên cấp 1. Và từ 31 cho đến lon 62 là hội viên cấp 2. Từ 62 trở lên á là trưởng phòng. Và từ 90 trở lên á là giám đốc. Đó là giám đốc. Thì cái người hội viên này là sẽ có 0%. Cái người hội viên cấp 1 này sẽ có 10%. Hội viên cấp 2 á là 15%. Và trưởng phòng là 20%. Và giám đốc là 25%. Có phải là hai cái này bằng nhau không nhỉ? Hai người giám đốc này bằng nhau đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi, hai giám đốc. Vậy bây giờ tính trên lệch như thế nào? Ví dụ như em sẽ lấy cái phần trăm của cái người giám đốc này nè, em trừ cho tiếng dưới của em là 0%. Vậy chúng ta lấy 25% trừ cho 0%, chúng ta còn bao nhiêu? Còn lại 25%. Thì chính cái người hội viên này nè, là từ 1 đến 5 lon á, là chúng ta sẽ không nhận được tiền, không nhận được phần trăm. Và cái người hội viên cấp 1 nè, ví dụ như người ta 31 lon đi, và cái hội viên cấp 2 này nè, người ta là 62 lon đi, và cái người trưởng phòng này là 100 lon, và cái người giám đốc này là 150 lon. Vậy chúng ta lấy 25% của mình trừ cho trên lệch cái 0% này thì chúng ta vẫn còn nguyên 25%. Bắt đầu chúng ta lấy 25% nhân cho 679.000 này. Sau này chúng ta sẽ gia đáp số với nha. Chúng ta gia đáp số. Chúng ta lấy cái đáp số này nè, chúng ta nhân lại. Nhân lại mấy lon đây cái nhà, người hội viên là mấy lon đây? Dạ 5 lon, nhân cho 5. Chúng ta sẽ bằng ra cái đáp số chúng ta cộng hưởng của người này là hội viên. Sau đó chúng ta tiếp tục tính chênh lệch nữa, là chúng ta có 25%, nhưng cái người F1 của chúng ta là mua 31 lon vào mã số, thì chúng ta lấy 25% trừ cho 10% thì chúng ta còn bao nhiêu? Dạ đúng rồi, còn lại 15%. Chúng ta lấy 15% nhân cho mấy cả nhà? Khi xuất hiện 100 sao cả nhà? Dạ đúng rồi, nhân cho 679.000. Chúng ta sẽ ra được đáp số. Xong rồi khi chúng ta đáp số chúng ta làm sao nữa? Dạ đúng rồi, nhân cho 31 lần. Chúng ta sẽ bằng là ra đáp số. Ra đáp số chúng ta được cộng hưởng cả nhà ha. Cả nhà nhân giúp em ha. Sau đây chúng ta tiếp tục lấy 25% của mình trừ cho người hội viên cấp 2 thì 25% trừ cho 15% còn bao nhiêu? Dạ đúng rồi, còn 10%. Nhân mấy cái nhà? 679.000 đồng. Chúng ta gia bao nhiêu cái nhà? Cái nhà tính giúp em ha.
Dạ đáp số xong rồi chúng ta nhân cho gì nữa? Dạ đúng rồi, nhân cho 62 luôn. Chúng ta bằng bằng gia đáp số chúng ta được cộng hưởng, đó là hội viên cấp 2, đúng không nhà? Tiếp theo là 25% chúng ta trừ cho cái người trưởng phòng này là 20%. Vậy chúng ta còn bao nhiêu? Dạ còn 5%. Chúng ta lấy 5% nhân gì? Dạ đúng rồi, 679.000 đồng. Chúng ta được bao nhiêu? Dạ đáp số xong chúng ta nhân gì cả nhà? Nhân bao nhiêu? Dạ đúng rồi, nhân 100 luôn. Chúng ta bằng bằng đáp số chúng ta được cộng hưởng, đúng không cả nhà? Dạ đúng ha. Dạ đúng rồi, cả nhà nhân giúp em ha. Còn nếu chúng ta lấy 25% này nè, chúng ta nhân cho 25% này á là bằng nhau rồi, chúng ta có trừ được không nhà? 25% này có trừ được 25% này không? Dạ đúng rồi, không. Vậy chúng ta chuyển qua đâu? Chuyển qua đâu cả nhà? Chuyển qua xây dựng hệ thống. Đó, hoa hồng xây dựng hệ thống. Thì em xin hỏi quý cô chú anh chị là hai người này nè, người ta sẽ hưởng được khi mà dịch chuyển qua xây dựng hệ thống thì người ta sẽ nhận được là 31%. Đó là cái mức mà bước đầu tiên qua cái hoa hồng đầu tiên khi dịch chuyển qua xây dựng hệ thống thì cái người này sẽ nhận được 31%. Không có tính chênh lệch thì không có trừ được nữa cả nhà ha. Đây là hoa hồng chênh lệch để chúng ta biết cách để chúng ta tính từng người từng người từng người. Đó, khi chúng ta xuất hiện bao nhiêu là chúng ta biết tính bao nhiêu liền, đúng không nhà? Cho nên đây là hoa hồng chênh lệch. Vậy em sẽ chia sẻ cho cả nhà về cái hoa hồng bảo trợ xuất sắc. Vậy nếu như mà mình muốn làm công ty đi quay, mình muốn tìm hiểu hoa hồng xuất sắc, bảo trợ xuất sắc thì chúng ta phải biết cái hoa hồng như thế nào thì chúng ta mới đồng hành, mới làm việc được, đúng không cả nhà? Thì bây giờ em sẽ bảo trợ cho cả nhà về cái hoa hồng xuất sắc, có hoa hồng bảo trợ xuất sắc ha. Ví dụ bây giờ em đi, em sẽ làm một hội viên, nhưng em không có làm việc, em chỉ mua 2 lon để em dùng thôi, 2 lon vào đây. Nhưng em có một khách hàng á, một khách hàng đó với cả gia đình dùng, cả gia đình dùng, mà cái người này á mới vào, cái người này cũng là một hội viên, nhưng cái người này mới nói chị ơi bây giờ chị hỗ trợ cho em đi, em bán cái sản phẩm này cho một người dùng với, thì em sẽ là người bảo trợ cho cái người dưới đây bán đó, em sẽ bảo trợ, em chỉ, em dẫn dắt, em chăm sóc khách hàng cùng với người này, thì cái người này sẽ được là cộng dồn. Đó, ví dụ như tháng này được 5 lon, tháng tới được 7 lon, tháng nọ được 9 lon, 10 lon, mình cộng như thế nào đó mình đạt được 31 lon. Thì lúc này nè, cái người này nè sẽ mua cái số lon này nè vào cái mã số của cái người hội viên đã làm thẻ này là 31 lon. Vậy em xin hỏi quý cô chú anh chị chứ, nếu chúng ta không dùng, chúng ta không bán, chúng ta chỉ uống 2 lon thôi mà chúng ta bảo trợ cho người ở dưới có được 31 lon, vậy chúng ta có nhận được hoa hồng không có nhà? Dạ đúng rồi, nhận được hoa hồng bảo trợ xuất sắc. Bảo trợ xuất sắc thì hoa hồng bảo trợ xuất sắc là bao nhiêu cả nhà? Dạ đúng rồi, 10%. Nhân cho mấy? Nhân cho mấy cả nhà? Nhân cho 679.000. Chúng ta bằng gì cả nhà? Bằng đáp số đúng không? Xong rồi chúng ta nhân lại cho, nhân bao nhiêu? Nhân cho 31 lon này, 31 lon mà mình đã chợ bán đó, mình sẽ được 2,1 triệu, đúng không nha? 2,1 triệu. Và cái người phía dưới này nè, là cái người bán hàng, là người ở trên là bảo trợ nha, bảo trợ dưới, nhưng cũng nhận được chi ân của công ty là 10%, là vẫn được là 2,1 triệu. Nhưng cái người bán hàng này nè thì cũng sẽ nhận được hoa hồng của công ty là bán hàng xuất sắc, là sẽ được là 10%, nhân cho 679.000 đồng, xong rồi ra đáp số nhân cho lại 31 lon thì cái người này sẽ được là 2,1 triệu. Đó, cho nên là em có nói rằng là cái chiết khấu của công ty New May á rất linh hoạt và thông minh, là lý do vậy đó, người ở trên không bán, bảo trợ dưới vẫn được có hoa hồng của công ty hỗ trợ cả nhà ha. Và tiếp theo đây á thì cái người này đặt cách lên là trưởng phòng. Trưởng phòng thì bắt đầu cái người này tiếp tục là cái nhà, người này tiếp tục nữa, người này trưởng phòng đó cũng không bán luôn, hỗ trợ cho tôi gì đây, cái người hội viên này nè, người hội viên này mới nói là anh trưởng phòng ơi, anh giúp cho tôi làm sao tôi bán được 31 lon đi. Thì cái người hội viên này nè, người ta cũng được cộng dồn là 5 lon, 7 lon, 8 lon, 10 lon, làm sao đó được 31 lon đó. 31 lon lúc này á thì bắt đầu là mình mới hỗ trợ cho cái người này mua vào mã số người ta là 31 lon. Vậy em xin hỏi quý cô chú anh chị, em bôi cái này chút xíu cả nhà,
À, để cho đủ ghi ha. Tại cái bảng nhỏ quá. Vậy cái nhà này em, ủa, vậy xin em xin hỏi quý cô chú chị là cái người ở trên này người ta nhận được bao nhiêu khoản hoa hồng? Mấy khoản thôi nhà, cả nhà. Hai khoản, dạ đúng rồi. Khoản thứ nhất là gì cả nhà? Bảo trợ xuất chất. Khoản thứ hai là gì cả nhà? Trực tiếp hoa hồng trực tiếp. Có nghĩa là trực tiếp hỗ trợ cho người tuyến dưới chứ không phải là trực tiếp bán nha. Trực tiếp hỗ trợ cho người tuyến dưới thì cái hoa hồng này sẽ được là cái người này sẽ nhận được là hai phần hoa hồng. Cái thứ nhất á là 10% nhân cho 679.000 đồng, bắt đầu chúng ta ra đa số nhân cho 31, chúng ta sẽ được 2,1 triệu, đúng không nhà? Và tiếp theo đó là cái người này bảo trợ cho cái người này nè, cái người này bán được 31 lon thì cái người bảo trợ trực tiếp này nè cũng sẽ nhận được là 10% nhân cho 679.000 đồng, thì chúng ta ra đáp số nhân cho 31 lon này chúng ta sẽ được là 2,1 triệu, thì cộng lại là cái người này sẽ được là 4,2 triệu đó, 4,2 triệu với nhà ha. Lúc này cái người phía dưới này là người ta bán được là 31 lon đúng nha, thì mua vào đây á chính cái người hội viên này sẽ nhận được hoa hồng trực tiếp, hoa hồng bán hàng trực tiếp, thì cái người này bao nhiêu cái nhà, gọi là mình bán trực tiếp và xuất sắc luôn đó cái nhà, trực tiếp và xuất sắc luôn thì cái người này sẽ nhận được bao nhiêu? Dạ đúng là 10% nhân cho mấy 679.000 đồng, gia đáp số về sau đó nha. Dạ nhân cho 31 lon thì người này sẽ được 2,1 triệu, đúng không cả nhà? Ok ha. Dạ, và tiếp theo đó khi đó là cái người này là sẽ lên là 31 lon, đúng không nhà? Thì cái người này là phó giám đốc, đúng không nhà? Nhưng cái lúc này nè, cái người phó giám đốc này nè, người ta bảo trợ cho cái người ở đây. Đây, em vẽ vậy cho cái nhà mình hiểu ha. Hồi nãy là cái người này bảo trợ cho người này, đúng không nhà? Là cái người này sẽ lên phó giám đốc. Nhưng mà chúng ta vẫn để trưởng phòng đi ha. Và cái người này là hội viên. Đó là cái người này lên trưởng phòng rồi nè. Thì lúc này cái người này sẽ bảo trợ cho người tiếp tục nữa. Đó, không làm nữa nè. Cái người này cũng không làm luôn, chỉ dùng thôi, bảo trợ cái người dưới đây là hội viên. Thì lúc này á, cái người này sẽ nhận được 3 khoản hoa hồng. 3 khoản hoa hồng là như thế nào cả nhà? Cái thứ nhất á là nhận được hoa hồng bảo trợ xuất sắc. Đó, xuất sắc là bảo trợ cho cái người này nè, cái người này vẫn được cộng dồn 5 lon 7 8 10 làm sau đó được 31 lon, đúng không nhà? Thì á cái người này nè, trưởng phòng này nè hỗ trợ cho cái người hội viên này đặt 31 lon thì cái người này phải mua vào mã số của mình 31 lon. Thì lúc này cái người ở trên nè bảo trợ á thì cái người này sẽ nhận được 3 khoản hoa hồng. Khoản hoa hồng đầu tiên á là bảo trợ bán hàng xuất sắc thì sẽ được là 10%. Và cái thứ hai á là bảo trợ trực tiếp. Khi cái người đã lên phó trưởng phòng rồi á thì bảo trợ trực tiếp á là 25%. Đó, 25%. Và tiếp theo nữa sẽ nhận được một cái hoa hồng giống nhỏ là 4%. Đó, chúng ta cộng 25 với 10 35 với 4 là nhiêu? 39. Lấy 39% nhân cho 679.000 đồng, xong chúng ta gia đáp số nhân cho lại 31 lon chúng ta bằng 8,1 triệu. Đó là lúc này cái người này sẽ lên là danh hiệu giám đốc nè. Danh hiệu giám đốc á là trực tiếp cái người giám đốc này sẽ có hai người trưởng phòng. Thì hôm bữa rồi là người này lên trưởng phòng rồi, hôm nay là cái người lên trưởng phòng này là hai người trực tiếp trưởng phòng, thì cái người lên giám đốc thì cái người lên giám đốc sẽ nhận được 3 khoản hoa hồng. Khoản hoa hồng thứ nhất á là bảo trợ xuất sắc là 10%, bảo trợ thứ hai là bảo trợ trực tiếp là 25%. Khi đã lên danh hiệu giám đốc là có hai người này ha, và bảo hộ giống nhỏ là 4%, tổng cộng là 39% nhân cho 679.000 đồng. Sau chúng ta gia đáp số xong tính nhân lại 31 lon thì chúng ta sẽ được 6,3 triệu. Lúc này cái người này cả nhà, cái người hội viên mà chúng ta đạt được 31 lon này nè, cái người này vẫn được cộng dồn được 31 lon. Khi mà cộng dồn 31 lon của hội số này thì cái người này á sẽ được là 10% nhân cho 679.000 đồng. Xong chúng ta sẽ nhân tiếp tục nữa, gia đáp số nhân tiếp tục là 31 lon
thì bằng 2,1 triệu. Đó là lúc này cái người này đặt được đặt cách lên trưởng phòng, cái người này được lên trưởng phòng đó, thì giám đốc thì phải trực tiếp hai người F1 là trưởng phòng. Nếu như sau này mà hai cái người này không làm việc nè, thì chính cái người giám đốc này là một tháng á, mà tìm được 31 lon này nè, là cái người này sẽ nhận được 3 khoản hoa hồng này luôn. Đó là 25%, là 25% đó nha. Tại vì bây giờ mình bảo trợ, nhưng sau này mình không bảo trợ nữa thì mình nhận cái mức cao lương cao nhất lần nãy từ 0 đến 2% đó, là cái người sẽ nhận được 25%. Thì 25% nhân cho 679 ngàn, xong nhân 31 là chúng ta sẽ được 8,3 triệu. Đó là 3 khoản hoa hồng đầu tiên của công ty Đường Mây. Khi em biết được cái hoa hồng gọi là được linh hoạt cộng dồn, không hạn cấp bậc, không hạn phần trăm, không liên hay tách nhánh là như thế nào, em sẽ chia sẻ cái nhằm biết tí xíu ha. Được thông minh và linh hoạt là sao? Từ trên xuống dưới ai cũng đều được có tiền hết đó, chảy đều. Còn những công ty khác á, nếu như bây giờ chị đạt 31 lon nè mà chị đạt có 28 thôi, không đủ, thì cái số điểm này nè nó sẽ chạy lên cái người tuốt ở trên luôn, tuốt trên luôn, đó là cái người nó được hưởng hết. Rồi qua tháng sau mình cũng không đạt 31 lon thì cái điểm nó sẽ trở lại lên cái người tiến trên luôn. Còn công ty mình không có, nó được tích lũy điểm và cộng dồn. Khi mà lên được từng cấp bậc, ví dụ cấp bậc hội viên là lên trưởng phòng nè, lên giám đốc nè, một sao sao sao, thì chúng ta chỉ mua một tháng và mã số chúng ta 2 lon để chúng ta dùng á, thì công ty sẽ giữ cái hạ cấp, không hạ cấp bậc, không hạ phần trăm cho mình. Sau một năm mình quay lại mình làm việc thì cái mức phần trăm và cái mức hoa hồng của chúng ta vẫn được công ty bảo vệ cả nhà. Và tiếp theo đó là không liên khai tách nhánh, là lý do tại sao công ty luôn mong muốn hỗ trợ cho nhà phân phối có đời sống tốt, thì công ty sẽ giúp cho chúng ta là được cộng dồn, không hạ cấp bậc, không hạ phần trăm, để chúng ta xây dựng hệ thống cho thành công để thay đổi cuộc sống của mình. Đó là cái sứ mệnh mà công ty luôn mong muốn giúp đỡ cho chúng ta. Và cái thứ hai là chúng ta được đi du lịch. Nếu như khi chúng ta đặt 3 sao trở lên á, là chúng ta sẽ đi du lịch toàn cầu, công ty sẽ lo cho chúng ta hết luôn. Đó, cả nhà hãy cố gắng đi đặt 3 sao để chúng ta đi du lịch toàn cầu nha. Qua New Zealand, Nhật rất là tuyệt vời cả nhà. Và thừa kế nè, em xin thưa với cô chú anh chị là chúng ta xem hai chữ thừa kế này rất là quan trọng. Thừa kế là chúng ta có thể thừa kế cho con em mình, đúng nhà. Khi chúng ta đạt tiêu chuẩn 3 sao là cái mã số, ví dụ như của em là 1598 nè, 8176 nè, là cái mã số này nè. Khi mà em đạt được 3 sao á thì em sẽ thừa kế cho con em mình. Nhưng mà quan trọng cái thừa kế là khi chúng ta để mở cái sườn á, từ cái bước đầu tiên của công ty á, thì chúng ta sẽ làm sao đúng nguyên tắc của công ty, chúng ta không làm sai cả nhà ha. Không làm sai, đúng bán đúng giá, chăm sóc khách hàng đúng tiêu chuẩn thì nó mới vĩnh cửu trường tồn, thì sau này chúng ta mới thừa kế cho con em mình được. Còn nếu như chúng ta bây giờ chúng ta vào, chúng ta làm không đúng nguyên tắc, chia sẻ không đúng, không chăm sóc khách hàng đúng, khách hàng không ưa chuộng mình, khách hàng không yêu thích mình, và mình bán phá giá, đó là sau này mình sẽ không thừa kế được cho con mình cả nhà ha. Đó, cái chỗ này lưu ý là tại cái này em cái là bài học của tiếng trên đó, của là những cái tuyến mà học cùng với nhau chia sẻ đó, cho nên hôm nay em cũng chia sẻ lên một cái nhà. Cho nên là chúng ta phải xây bước đầu tiên cùng công ty Dương May cho vững chắc, để sau này chúng ta mới thừa kế cho con em mình, thì lúc đó mới vĩnh cửu và trường tồn cả nhà ha. Thì khi em mới biết được cái giá trị của công ty Dương May này là em đồng hành luôn. Và hôm nay chính cái bài học này là cái bài học trước khi em đã nghe, khi em chọn cái môi trường này em làm. Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả nhà chúng ta xem cái video của em đi, và chúng ta định hướng chúng ta làm việc để chúng ta chọn cho con đường của chúng ta cả nhà ha, để sau này chúng ta được đi du lịch toàn cầu nè, chúng ta được thừa kế cho con em mình, rất là thích đúng không nhà. Chúng ta có tài sản là thừa kế cho con mình một khối tài sản luôn, còn em không có gì hết á, em cố gắng phấn đấu để em đạt được 3 sao để em thừa kế cho con em cái mã số này. Cho nên em làm việc rất là có nguyên tắc, em không bán phá giá, em chấp sáu khách hàng bằng con tim của mình. Là em mong muốn lúc nào em cũng là tạo nên cái sự nghiệp mà ngài Simlet đã luôn luôn khao khát và luôn luôn mong muốn là sẽ giúp cho khách hàng có sức khỏe tốt, và luôn luôn mong muốn giúp cho nhà phân phối có đời sống tốt. Đó là sứ mệnh của ngài Simlet và sứ mệnh của sản phẩm của công ty. Thì hôm nay em xin chia sẻ lại, em xin hết cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe phần trình bày của em. Và cả nhà hãy mở lên cái YouTube đó là Chương Nhẹn, thì có rất là nhiều cái video của em. Mong cả nhà hãy tương tác và xem lại cho em ý kiến, để em có cái kiến thức và kỹ năng tốt hơn, để em chăm sóc khách hàng được có kết quả tốt hơn. Em xin hết chúc cả nhà chúng ta một ngày, hôm nay là 12 tháng 3 năm 2022. Em xin chào ạ.